sự tích Á hậu robot duy nhất của Việt Nam, người sở hữu 6 vương miện quốc tế, là đại diện hay nhất mà Việt Nam gửi đến Miss Universe. Lệ Hằng hay Á hậu robot từ lâu đã không còn xa lạ gì với nhiều người. Lệ Hằng sở hữu một lượng fan đông đảo và hàng tá những meme mỗi lần xuất hiện. Thế nhưng ít ai biết cô gái này cũng từng có một sự tích dự thi quốc tế chấn động, là đại diện duy nhất của Việt Nam có thể chung đầu chung cổ đại diện Venezuela theo đúng nghĩa đen. Quy Lệ Hằng là một chiến binh thực thụ tại Miss Universe Việt Nam 2015 khi từng tay không đẩy hàng loạt quái vật nhìn máu như top 25 Miss World Loan Nguyễn, top 8 Miss Earth Nam Em hay top 8 Việt Nam Next Top Model chế Nguyễn Quỳnh Châu ra chuồng gà để đăng quang ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Giành được danh hiệu Á hậu 2, Lệ Hằng không được dự thi Miss Universe vì vé xuất ngoại chỉ dành cho Hoa hậu và Á hậu 1, nhưng trời không phụ lòng người. Á hậu 1 Ngô Trà My bất ngờ tuyên bố mình sẽ lấy chồng bỏ cuộc chơi rồi lẹ làng lên xe hoa cùng bạn trai lại ra. Lúc này do không có Á hậu 1 để dự thi nên Juni Media buộc phải cho Lệ Hằng gấp rút lên đường dự thi Miss Universe 2016. Mùa xuân năm ấy, Lệ Hằng đang vô tư trên lạp xưởng, gói bánh chưng, nấu thịt kho hột vịt chuẩn bị mừng Tết đến xuân về thì phải lật đật đi ủi đầm đuôi cá của Trung Thanh Phong và gấp rút luyện tập robot walk để mang tới Miss Universe 2016. Bằng khả năng giao tiếp xuất sắc bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của mình, Queen đã kết thân được với thí sinh được đánh giá cao nhất năm ấy Maryam Habeck, đại diện đến từ Venezuela. Cả hai rất thân thiết, hồn nhiên trong suốt quá trình thi với nhiều màn đùa giỡn chấn động trong hậu trường như lấy quốc kỳ chung đầu nhau hay nắm đầu nhau giật giật. Cuối cùng trời không phụ sự cố gắng của Queen và Maryam khi cả hai nắm tay vào top 2 chung cuộc. Trong khoảnh khắc ấy, Maryam khẽ nói với Lệ Hằng rằng Lệ Hằng nhất định phải là hoa hậu, Maria, chỉ xin làm áo thôi. Vậy là cuối cùng Lệ Hằng đã đăng quang Miss Universe 2016.5 và lối kết quắc đơ đơ giật giật của Queen cũng làm nên tên tuổi khi được xanh tình đặt cho cái tên là Robot Quắc, chiếc đầm màu bạc với những chi tiết cứng ngắt làm người ta liên tưởng đến chiếc áo giáp sắt của những con robot. Chính nhờ hai chi tiết đó, một dáng kết quắc như robot và chiếc áo giáp như áo giáp sắt mà cái tên Queen Robot Lệ Hằng đã ra đời. Cô cũng được mọi người cho là đại diện hề nhất mà Việt Nam gửi đến Miss Universe vì cô làm cái gì cũng hề. Một lần khi Lệ Hằng đang đứng sau hậu trường thì có một nữ phóng viên tiến đến để phỏng vấn cô. Khi được nữ phóng viên đặt câu hỏi, Lệ Hằng không hiểu nhưng thay vì hỏi lại bằng tiếng Anh thì Lệ Hằng lại bắn tiếng Việt, hả hả cái gì. Đoạn phỏng vấn cũng trở thành một trong những đoạn phỏng vấn iconic nhất của Việt Nam tại Miss Universe. Một lần khác, Á hậu Lệ Hằng còn hướng dẫn hoa hậu các nước ăn hột vịt lộn, trong khi các hoa hậu khác sợ hãi vì không thể ăn được thì Lệ Hằng lại húp rột rột. Cũng trong một lần khác khi các hoa hậu đang rất áp lực trong hậu trường thì Lệ Hằng lại vui vẻ đùa giỡn với hoa hậu người Venezuela bằng cách nắm đầu bóp cổ hoa hậu Venezuela. Hoa hậu người Venezuela cũng không vừa khi lấy cờ chùm đầu Lệ Hằng. Khoảnh khắc lạ kỳ tạo nên tình bạn vô cùng thân thiết giữa Queen Lệ Hằng tại Miss Universe. Lệ Hằng cũng từng up story xác nhận bản thân là EN6 vương miện làm cho dân tình không khỏi buồn cười. Tính đến thời điểm hiện tại đã 8 năm trôi qua từ khi EN Lệ Hằng dự thi Miss Universe, thế nhưng cô vẫn chạy sâu điều điều chứ không hề mất hút như các hoa á hậu cùng thời như Đỗ Mỹ Linh. Dù sao đi nữa, Lệ Hằng vẫn sẽ là một thượng đại hài hước trong lòng fan beauty Queen với danh hiệu Queen Lệ Hằng Robot.